Diễm Quỳnh xin được mến chào quý vị khán thính giả đang đến với bản tin nóng nhất được kênh tin mới nhất cập nhật liên tục trong vòng 24 giờ ở trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung tin tức chính thức nổi bật có trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua. Lũ lụt Quảng Tây, chính quyền không hành động, người dân chỉ có thể dựa vào chính mình. Gần đây, nhiều tỉnh ở phía Nam Trung Quốc phải hứng chịu những cơn mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Các quan chức chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại che giấu tình hình của thảm họa, cho dù là trong hay sau trận lũ, người dân nói rằng họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Kể từ ngày hôm kia, Quảng Tây, Quảng Đông, Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Phúc Kiến và những nơi khác đã gặp phải những trận mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Trong trận mưa lớn, một số hồ chứa không thể cầm cự được, một số nơi chính quyền đã trực tiếp xả nước lũ mà không thông báo cho người dân ở hạ lưu, một số hồ chứa nhỏ bị phá hủy trong cơn mưa lớn. Điều này càng làm cho tình hình thiên tai ở địa phương thêm trầm trọng. Ông Ngô ở Ngô Châu, Quảng Tây nói với Epoch Times, đây là một trận mưa lớn hiếm có trong 50 năm qua tại địa phương. Người già ở đây nói rằng từ nhỏ tới giờ họ chưa bao giờ thấy cơn mưa lớn như vậy. Cơn mưa xối xả kéo dài trong 10 ngày, bầu trời đen kịt không có chút ánh sáng. Trong đó có một cơn mưa lớn kéo dài tới hơn 10 giờ. A Nghiêu, Bí Danh, người dân ở Dương Sóc thuộc địa cấp thị Quế Lâm. Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng nói rằng huyện Dương Sóc chủ yếu là bị ngập úng, hệ thống thoát nước rất kém, mọi thứ đều bị nhấn chìm. Những ngôi nhà trong khu thắng cảnh chỗ tôi bị hư hại cũng nhẹ hơn một chút. Đất đá của nửa ngọn núi đều đổ xuống hết, nhiều nhà ở bị chôn vùi, một ngôi làng gặp phải đất đá trôi cần phải di rời, không thể ở được nữa. Con đường ban đầu giờ đã bị nứt ra, cũng không dám ở nữa. Mực nước trên con đường hay đi mua đồ ăn cũng dâng hơn 1 mét, ngay cả nóc ô tô con cũng không thể nhìn thấy được. Ông Ngô nói rằng mọi người đều không hiểu được tại sao chính quyền không thông báo khi một hồ chứa lớn nước như vậy bị vỡ. Những thanh niên, người ở độ tuổi 50 đến 80 ở địa phương đều ra ngoài đi làm, thế nên một số nhà chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ trong nhà. Ông nói, những cụ già, cô quả hay những gia đình có trẻ nhỏ thật khốn khổ, không có người khỏe mạnh để giúp chăm sóc. Trong những ngôi nhà bị phá hủy ở địa phương, có một số người già và trẻ nhỏ đã bị mất tích, cũng có những thi thể của người già bị cuốn trôi đến làng bên cạnh, thi thể thối rữa và bốc mùi. A Nghiêu cũng phàn nàn, các quan chức địa phương bị thiên tai không chịu công bố thông tin, không có thiên tai gì hết, về cơ bản là không báo cáo những thứ này. Lượng mưa ở Dương Sắc đã lên hot search vào thời điểm đó, nhưng đã nhanh chóng biến mất. Ông nói rằng các hồ chứa nhỏ tại địa phương đã bị phá hủy vì lượng nước lớn vượt qua chỉ tiêu. Có đến 2-3 cái đã bị vỡ, vì thế tình hình thiên tai lần này rất nghiêm trọng. Ông Ngô cũng biểu thị, các nhà chức trách cố tình không đưa ra báo cáo, sợ rằng báo cáo sẽ dẫn đến lòng người hoảng sợ. Chỉ có một số bộ phận nhỏ báo cáo cũng là vì để báo cáo tuyên truyền, chụp một số hình ảnh cứu trợ. Những người dân thôn bên cạnh đều dùng thuyền của mình để cứu những người dân khác, hoàn toàn không phải là quan chức. A Ngưu nói rằng, sau thiên tai ở Dương Sóc, những người có nhà bị phá hủy chỉ có thể tạm thời đến sống với người thân và bạn bè, chẳng thể dựa vào cứu trợ của chính phủ, chỉ một lều vải, dầu muối gạo, chăn mền. Những thứ này đưa cho chúng tôi rất ít, chỉ có một gia đình nhận được trợ cấp 20.000 nhân dân tệ từ Bộ Tài chính, những nhà khác đều là dầu muối. Ông còn biểu thị, nếu như là trợ cấp cho dân nghèo thì nhiều nhất chỉ là xây cho một căn phòng, còn như chúng tôi thì nhiều nhất là một cái lều vải. Trận lũ lụt khiến các cửa hàng ở đường Tây Dương Sóc bị cuốn trôi. Họ khiếu nại cho rằng đến nay vẫn chưa có bất cứ phụ cấp nào. Một người dân đã chi 800.000 nhân dân tệ xây xong một ngôi nhà và mới sống được 2 tháng, nhưng đã bị cuốn trôi bởi trận lở đất. Chuyện thế này cũng chỉ được coi là thiên tai, bạn đến chính quyền, địa phương khiếu nại cũng vô ích. A Nghiêu cũng nói một cách bất lực rằng chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể dựa vào chính quyền. Chính quyền không có tiền và còn xấu xa, ngay cả khi có tiền quyên góp lũ lụt, chính quyền cũng lấy phần hơn. Ít khi có thể đến được tay người dân. Quyên góp 20.000 nhân dân tệ đến tay người dân chỉ còn vài trăm nhân dân tệ.
Ông nói có một số thương hội thỉnh thoảng cung cấp cho dân làng một số trợ cấp, nhưng bây giờ vì lũ lụt quá thường xuyên, họ cũng không lo được nhiều như vậy, cũng chỉ có thể cung cấp một số trợ cấp cho sinh viên và người già có điều kiện sống rất khó khăn mà thôi. Không quân Việt Nam có thể mua 24 tiêm kích tàng hình Su-57 phiên bản 2 chỗ ngồi. Thông tin tích cực mới nhất. Theo Stamto, Không quân Việt Nam sẽ đặt mua khoảng 24 chiếc Su-57 của Nga. Tổng giám đốc tập đoàn Rosoboret Export Alexander Mikhaev cho biết, năm nước Đông Nam Á quan tâm tới tiêm kích này. Su-57 là tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 do văn phòng thiết kế Sukhoi thiết kế. Có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển. Su-57 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29 tháng 1 năm 2010. Mẫu máy bay này đã được thử nghiệm thành công trong điều kiện chiến trường ở Syria. Cụ thể, biên đội 2 chiếc Su-57 được cho là cất cánh từ căn cứ không quân Hemim, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Có tất cả 10 chuyến bay đã được tiến hành ở Syria nhằm đánh giá hệ thống khí động học cũng như hệ thống kiểm soát hỏa lực của Su-57 trong thực chiến. Sau khi sang thử nghiệm ở chiến trường Syria, những khiếm khuyết của Su-57 đã được tinh chỉnh để chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt. Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng chính thức đặt mua dòng tiêm kích tàng hình thế hệ năm nay. Quân đội Nga đã nhận chiếc đầu tiên năm ngoái. Đến cuối năm 2024, lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ nhận 22 máy bay Su-57 và đến năm 2028 sẽ có khoảng 78 chiếc. Trong đó, 12 tiêm kích tàng hình Su-57 thuộc lô sản xuất loạt đầu tiên sẽ được trang bị cho trung tâm huấn luyện nhằm tiếp tục đánh giá để tối ưu thiết kế, đồng thời bước đầu xây dựng chiến thuật sử dụng. Không chỉ trang bị cho không quân của mình, tiêm kích tàng hình Su-57 đang được Nga chào bán xuất khẩu ra nước ngoài. Tiêm kích Su-57 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng tàng hình tương đối tốt, radar và hệ thống phòng hộ mạnh, mang được lượng vũ khí lớn và đa dạng. Giá lại hợp lý hơn so với những dòng tiêm kích tàng hình cùng loại của phương Tây. Thế nên Su-57 xứng đáng được coi là niềm mơ ước của không quân nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đã có những phân tích cho thấy Việt Nam có thể sẽ đặt mua tiêm kích tàng hình Su-57 trong tương lai, mà cụ thể nhất là dự báo triển vọng của dòng máy bay này do Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Nga ấn hành. Theo đó, Không quân Việt Nam có thể sẽ mua khoảng 12-24 chiếc tiêm kích Su-57 trong giai đoạn 2030-2035. Tới nay, khách hàng nước ngoài đầu tiên của Su-57 đã được xác định. Kênh truyền thông Menadefense ngày 27 tháng 12 đưa tin Algeria sẽ trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57E phiên bản xuất khẩu của Nga. Menadefense cho biết hợp đồng mua bán này đã được hai nước ký kết. Theo đó, Algeria sẽ tiếp nhận một lô gồm 14 máy bay Su-57E, 14 tiêm kích bom Su-34 và 14 tiêm kích đa nhiệm Su-35. Thông tin Algeria sẽ là quốc gia đầu tiên nhập khẩu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 đang trở thành đề tài nóng trong dư luận Ấn Độ. Hầu hết ý kiến đều cho rằng New Delhi đã bỏ qua cơ hội vàng để sở hữu dòng tiêm kích tàng hình này khi rút khỏi chương trình FGFA. Việc vũ khí Nga sẽ tiếp tục là nòng cốt trong biên chế quân đội Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới là tất yếu do hội đủ các yếu tố tốt, bền, tin cậy, dễ vận hành, giá cả phải chăng và nhất là Việt Nam quen dùng. Xây dựng nghệ thuật, phương án tác chiến dựa trên những vũ khí này. Các chuyên gia phân tích việc Không quân Việt Nam quan tâm tới tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5 của Nga là hết sức tự nhiên bởi vì đây là ứng viên sáng giá nhất, có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy nhiên, không nên quá lạc quan về việc Su-57 sẽ sớm về Việt Nam bởi chặng đường phía trước còn rất dài. Thứ nhất, ở thời điểm này, tiềm lực kinh tế của nước ta có hạn, dù rất cố gắng nhưng nguồn ngân sách vốn không lớn lại phải ưu tiên nhiều nhiệm vụ, nên trước mắt Không quân Việt Nam có thể sẽ chỉ đặt mua các máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4 Plus hoặc 4 Plus Plus nhằm thay thế Su-22 sắp hết niên hạn và tăng cường khả năng phòng thủ. Mặc dù trang tin hàng không tiếng Nga Avia.pro cho biết Moscow có thể sẽ sớm bật đèn xanh xuất khẩu tiêm kích tàng hình Su-57 tới khu vực Đông Nam Á và có đề cập trực tiếp rằng Việt Nam dường như sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên, nhưng 2 tỷ đô la Mỹ cho 12 chiếc tương đương đơn giá gần 170 triệu đô la Mỹ là một con số quá lớn tại thời điểm này.
Vì thế, dự báo của Stamto về việc không quân Việt Nam có thể mua Su-57 Nga trong giai đoạn 2030-2035 là phù hợp vì với tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh sẽ giúp chúng ta có tiềm lực và ngân sách song sành hơn. Thứ hai, quân đội ta được xác định đến năm 2025 cơ bản xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc. Phần đầu năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng quân đội hiện đại phải đồng bộ cả về con người, tổ chức lực lượng, vũ khí, trang bị, phương thức và trình độ tác chiến cùng các mặt bảo đảm khác, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, Su-57 chưa thể sớm có mặt ở Việt Nam. Thứ ba, có một tin vui, đó là Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết ngày 16 tháng 6, trong chuyến công tác tới Primorye, Viễn Đông, có nhiều nước quan tâm tới loại máy bay này và mối quan tâm đó đã tăng lên đều đặn khi quân đội Nga tiếp nhận và đưa vào biên chế sử dụng Su-57. Các khách hàng nước ngoài trước tiên sẽ nhìn vào việc vũ khí đặc trưng của quân đội Nga hoạt động ra sao. Bộ Quốc phòng và cơ quan thiết kế Sukhoi có kế hoạch phát triển phiên bản 2 chỗ ngồi để thúc đẩy xuất khẩu mẫu máy bay này. Với kinh nghiệm khai thác rất tốt, tiêm kích đa năng Su-30 Mk2 với 2 phi công, dường như phiên bản Su-57 2 chỗ ngồi sẽ phù hợp với không quân Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 6, Giám đốc điều hành tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rusoboni Export của Nga Alexander Mikhayev cho biết 5 nước Đông Nam Á quan tâm tới tiêm kích Su-57. Tuy ông không nhắc tên cụ thể, nhưng chắc chắn trong đó có Việt Nam. Việc Nga đưa Su-57 vào sản xuất hàng loạt là minh chứng hùng hồn cho tương lai hết sức tươi sáng của dòng máy bay này và đảm bảo với các khách hàng rằng không quân Nga đã trang bị thì cứ yên tâm mua sắm bởi giá thành sẽ giảm và nguồn cung phụ tùng dự trữ cũng như dịch vụ sau bán hàng sẽ không bị gián đoạn. Đồng thời, phiên bản 2 người lái sẽ giúp khách hàng có thêm lựa chọn sao cho phù hợp nhất với ngân sách và nghệ thuật tác chiến của mình. Việc chế tạo một phiên bản mới sẽ đòi hỏi mất nhiều năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí có thể lâu hơn thế. Nhưng nếu suôn sẻ, chắc chắn 2030 Su-57 mới sẽ ra đời và trùng với giai đoạn xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chúng ta cứ hãy chờ đã, đi đâu mà vội. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh tin mới nhất ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt bản tin. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên nhấn like và sau đó đăng ký kênh cũng như là chọn vào tín hiệu quả chuông để không bỏ qua bất kỳ những nội dung mới nhất, hay nhất và nóng nhất mà chúng tôi gửi tới tất cả quý vị trong thời gian tới.